Xin kính chào quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với chương trình Khỏe để sống vui. Và một tuần đã trôi qua, chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Và ngày hôm nay thì chủ đề mà chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn chắc hẳn sẽ là một trong những chủ đề mà rất nhiều những chị em phụ nữ đã, đang và sẽ còn quan tâm tới. Và đó là gì? Xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu thông qua một đoạn clip ngay sau đây. Phẫu thuật thẩm mỹ là một chuyên ngành phẫu thuật liên quan đến việc phục hồi, tái thiết hoặc thay đổi cơ thể con người, được chia thành hai loại gồm phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi phẫu thuật tạo hình nhằm mục đích tái cấu trúc hoặc cải thiện chức năng của một bộ phận của cơ thể, thì phẫu thuật thẩm mỹ lại nhằm mục đích cải thiện bề ngoài. Các thủ thuật thẩm mỹ hiện nay có thể được thực hiện ở mọi bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, phổ biến nhất là nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ, gọt hàm hoặc các tiểu phẫu như cắt mí, căng da mặt, độn cằm. Ngành phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới nói chung đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo Mỹ, ASPS, năm 2020, mặc dù nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị đình trệ vì đại dịch COVID-19, nhưng riêng ngành phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tăng trưởng. Trong đó, hơn 230.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ và gần 140.000 thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn đã được thực hiện trên thanh thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi. Trong nhóm tuổi này, phổ biến nhất là các ca chỉnh sửa mũi chiếm gần 50% và tạo hình vành tai chiếm hơn 10%. Còn tại Việt Nam, thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam cho thấy, tính đến năm 2019, Việt Nam có hơn 20 viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân, 31 khoa tạo hình thẩm mỹ trong các bệnh viện, 320 phòng phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân, 479 phòng khám da liễu có thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ cùng hàng ngàn cơ sở chăm sóc da ngoài sự quản lý của ngành y tế. Chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm số người thực hiện dịch vụ thẩm mỹ các loại khoảng 250.000 người, độ tuổi trung bình thẩm mỹ là từ 25 đến 35 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, độ tuổi này ngày càng trở nên trẻ hóa vào khoảng 18 đến 19 tuổi. Vâng, thưa quý vị, thông qua đoạn clip vừa rồi thì chúng ta thấy hiện nay đã có rất là nhiều người quan tâm tới phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là quá trình làm đẹp này bây giờ cũng đã trẻ hóa nhiều hơn về độ tuổi. Và cũng là để cung cấp thêm nhiều thông tin hơn cho quý vị khán giả thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời đặc biệt đến với chương trình. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và thêm một gương mặt xin được giới thiệu, diễn viên Thanh Bi. Và đến với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, khách mời đặc biệt của chúng ta Thanh Bi, một diễn viên khi mà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì chúng ta cũng sẽ quan tâm rất nhiều tới cái đẹp và làm sao để đẹp hơn. Khi mà khán giả thấy bạn ngày càng trở nên phải gọi là nhan sắc thăng hạng đi, bởi vì là quá là đẹp và cũng xuất hiện nhiều với một gương mặt thần thái rất là tự tin nữa, thì Thanh Bi có thể bật mí với khán giả rằng là bạn đã từng phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa này, hay là có một cái suy nghĩ nào đó để mình có thể đẹp hơn nhiều khi mà chúng ta lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ? Có lẽ là những cái thời gian gần đây thì có khi là khán giả sẽ thấy được một hình ảnh của Thanh Bi rất là mới khác. Một phần là Thanh Bi thay đổi cái hình ảnh, cái style của mình. Nhân tiện đây thì Thanh Bi cũng bật mí luôn cho quý vị khán giả cũng như là cho anh và cho bạn biết Thanh Bi cũng có sử dụng một chút, nó là mình nhấn một chút mí để nó to. Mặc dù là mí mắt ngày xưa thì mình cũng hai mí, nhưng mà bên cạnh đó thì mình muốn to hơn một chút, to và tròn mắt hơn một chút. Mình không phải dùng kích mí nữa. Một cái nữa là cũng có chỉnh sửa răng ạ. Thế thì không biết là xung quanh Thanh Bi thì có những người thân hay là những người bạn hay đồng nghiệp của bạn có tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được những cái vẻ đẹp như hiện tại không? Chắc chắn là rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Có những người chị đi làm ví dụ như là nâng mũi chẳng hạn, làm hai lần vẫn chưa cảm thấy là hài lòng. Có khi là năm nay là thích mũi Tây, năm sau lại thích giống Hàn Quốc. Thay đổi cái dáng mũi của mình quá là nhanh chóng. Không biết là thông qua những chia sẻ của Thanh Bi thì bác sĩ anh Ngọc Lâm, anh có thấy rằng là đây cũng là những cái nhu cầu làm đẹp, có thể nói là không chỉ là của các chị em phụ nữ đâu, mà cũng là của các đứng mày râu nữa. Và cái thực tế của hiện trạng này như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm một chút không, rằng là những cái ca phẫu thuật đó có phải là những cái ca điển hình khi mà mọi người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ không ạ? Cũng như bạn Thanh Bi đã thấy rằng với những người xung quanh mình thì đang có nhiều, và có thể nói là rất nhiều người, và càng ngày thì cái người mà đi làm đẹp ấy nó sẽ ở cái lứa tuổi nó càng trẻ hơn. Chúng ta có thể thấy cái điều đấy nó cũng là cái điều mừng, bởi vì chúng ta sẽ cập nhật với cái sự văn minh của thế giới. Cái đẹp nó là cái tiêu chí chung mà ai cũng mong muốn có được, và có điều kiện thì mới có thể làm đẹp được, cho nên đấy cũng là một cái điều đáng mừng cho cái xã hội của chúng ta hiện nay. Cái số người trẻ quan tâm đến cái đẹp của mình hiện nay nó chứng tỏ rằng là
xã hội nó càng phát triển. Như tôi nói lúc nãy, tức là các bạn ấy có cập nhật với cái nền văn hóa của thế giới, đặc biệt là những cái nước xung quanh ta như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản chẳng hạn, cũng như có những cái khát khao, có những cái mong muốn về cái vẻ đẹp hình thể, nó mang đến cái sự tự tin, mang đến những cái giá trị tốt hơn trong cuộc sống. Trên cái nền tảng, cái điều kiện kinh tế xã hội của đất nước phát triển hơn, cho nên rằng là người ta mong muốn nhưng người ta cũng có điều kiện để làm đẹp. Cái thứ ba nữa, về tư duy, về quan điểm về cái đẹp nó cũng cởi mở hơn. Bố mẹ bây giờ cũng rất mong muốn cho con cái được đi làm đẹp ở cái lứa tuổi còn khá là trẻ. Thế còn về khía cạnh chuyên môn hoặc là về khía cạnh về chuyên ngành thì chúng tôi có thể thấy rằng là nếu về một nguyên tắc khi làm đẹp, đặc biệt là trên khuôn mặt, là những cái thay đổi về hình thể, thay đổi về những cái đường nét khuôn mặt bẩm sinh của mình thì thông thường là phải đủ tuổi về mặt pháp lý là 18 tuổi. Tuy nhiên là thực tế hiện nay thì có rất nhiều bạn có thể 15, 16, 17 tuổi đã làm đẹp, và với những trường hợp như vậy về mặt y học là có thể can thiệp làm đẹp được, nhưng phải có sự bảo lãnh của bố mẹ. Vâng, cảm ơn bác sĩ với những thông tin đó. Và chắc hẳn là trước khi mà đến với phẫu thuật thẩm mỹ thì đúng như anh có chia sẻ rằng là ngay cả các bậc phụ huynh chúng ta cũng cần nên quan tâm đến rất là nhiều. Và ngay cả chính những người mà chúng ta có những cái nhu cầu cần phẫu thuật thẩm mỹ thì lại càng phải cần tìm hiểu nhiều hơn. Không biết với riêng Thanh Bi thì khi mà bạn quyết định lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có thể đẹp hơn thì bạn có chuẩn bị cho mình những cái thông tin như thế nào? Tính Thanh Bi thì cũng khá là cẩn thận khi mà mình quyết định làm một công việc gì, đặc biệt là việc thẩm mỹ nữa. Thì mình cũng sẽ tìm hiểu rất là kỹ càng. Mình cũng có những người anh chị mình làm thẩm mỹ rồi nên là mình có một cái cơ sở để mình biết được đâu là những nơi thẩm mỹ uy tín. Và đặc biệt mình cũng rất là tin tưởng khi mà mình đến bệnh viện thì sẽ là cơ sở uy tín nhất để có thể đầy đủ các trang thiết bị cũng như là các đội ngũ bác sĩ nhân viên tốt nhất, có chuyên nghiệp nhất để mình thẩm mỹ. Bên cạnh đó thì Thanh Vy cũng có xem trên mạng để xem những review của những bạn trẻ, và đặc biệt là mình còn phải thực tế hơn một chút là mình nhìn thấy là những anh chị nào mình làm trước đẹp rồi thì mình sẽ sản phẩm rồi, dạ vâng, các sản phẩm rồi thì mình cũng sẽ có một cái cơ sở mà thực tế nhất để mình tìm được một nơi mà mình tin tưởng tuyệt đối và đảm bảo cho mình cái vẻ đẹp mà mình mong muốn ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, thưa anh Lâm, một cái quy chuẩn trong việc là chúng ta thăm khám cũng như là nhận những cái tư vấn cho đến khi mà tiến hành thì sẽ như thế nào ạ? Thực tế mà nói thì hiện tại thì nó cũng chưa có một cái quy định thực sự là chính xác về cái quy trình là phải làm những gì trước khi mình có can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên ấy, một cái nguyên tắc cơ bản là người đi làm thẩm mỹ thì sẽ phải được tư vấn trực tiếp của bác sĩ, của cái người mà thực hiện cái phẫu thuật thẩm mỹ cho bạn. Hiện nay thì nó có rất nhiều những cái người ta làm, có thể làm chưa đúng, làm sai, làm tắc về các cái bước cần thiết để thực hiện một cái cuộc phẫu thuật can thiệp thẩm mỹ và cái quy trình đó. Thế thì trước hết ấy, thì bạn phải được tư vấn rất là kỹ. Mình đưa ra cái mong muốn của mình bằng rất nhiều cách, rất nhiều hình thức, có thể trực tiếp, có thể đưa hình ảnh, có thể rằng là dựng các cái hình ảnh 3D để mình xem rằng là khuôn mặt của mình khi mình thay đổi như thế này thì nó đã đạt cái mong muốn của mình hay không. Khi mà mình được tư vấn kỹ như vậy thì người bác sĩ, người thực hiện kỹ thuật ấy, người ta mới dựa trên kinh nghiệm, dựa trên những yếu tố kỹ thuật để xác định rằng là với cái mong muốn như vậy, với cái tình trạng thực tế của khuôn mặt của người đó hoặc là những cái cơ quan bộ phận người ta muốn thay đổi thì những điều kiện nào nó đảm bảo cái độ an toàn về mặt y học mà nó vẫn đạt được cái hiệu quả mặt thẩm mỹ. Thế còn nếu các bạn ấy quá chủ quan đến rồi thôi, một là chỉ áp đặt cái mong muốn của mình, không cần quan tâm đến tư vấn chuyên môn của bác sĩ. Hai nữa là lại quá dễ dãi rằng thôi muốn làm thế nào cũng được. Thì đấy là đều là những cách sai lầm mà nó có thể dẫn đến những cái hậu quả không mong muốn. Bên cạnh những cái ca phẫu thuật thành công như chúng ta cũng đã từng biết đến, có rất là nhiều người nổi tiếng hay là chính những người thân xung quanh chúng ta đã có phẫu thuật thẩm mỹ thành công, có một cái vẻ bề ngoài thực sự là đáng mơ ước, thì cũng sẽ có những cái mặt trái như là bác sĩ có chia sẻ rằng là có rất là nhiều biến chứng hay là rủi ro không đáng có. Vậy thì những rủi ro đó là gì và những biến chứng nguy hiểm mà nó có thể để lại cho sức khỏe của chúng ta nếu như phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn là như thế nào? Xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu thông qua một đoạn clip ngay sau đây.
Phẫu thuật thẩm mỹ xuất phát điểm là để sửa chữa những khuyết điểm trên cơ thể, giúp mọi người cải thiện ngoại hình và trở nên tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn sẽ gây ra tác dụng ngược, thậm chí là để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người không may mắn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, tiền mất tật mang, ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 25.000 đến 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ, chiếm tỷ lệ 14%. Nguyên nhân có thể kể đến như phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở thiếu uy tín. Bên cạnh đó là các nguyên nhân như quá trình phẫu thuật xảy ra sai sót hoặc chăm sóc sau phẫu thuật thẩm mỹ không đúng cách gây biến chứng. Quý vị thân mến, như vậy là có rất nhiều những cái biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta nếu như phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn. Và với riêng Thanh Bi thì chúng ta có thể nói là một người cũng đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thành công đi. Khi mà Thanh Bi đến với phẫu thuật thẩm mỹ này, bạn tìm hiểu như vậy này, rồi cái quá trình mà bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ, bạn chắc chắn là cũng sẽ hoàn toàn yên tâm. Vậy thì bạn có cảm thấy rằng là nó thực sự hiệu quả? Và sau đó bạn đã chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào? Mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình ổn định và không có vấn đề gì xảy ra cả. Và sau đó thì mình cũng sinh hoạt rất là nhanh, mình không phải mất thời gian nghỉ ngơi gì cả. Răng làm 1-2 ngày là mình lắp răng được rồi. Còn mí thì cũng có một thời gian 1-2 tuần là đã ổn định rồi. Các bác sĩ sẽ có những cái chế độ và dành riêng cho những người phẫu thuật từng cái bộ phận nào của khuôn mặt thì sẽ có những cái chế độ chăm sóc riêng. Và bên cạnh đó thì không chỉ như vậy thôi, thì ngoài việc phẫu thuật thẩm mỹ thì mình cũng phải luôn luôn giữ gìn sức khỏe, ăn uống tốt, và quan trọng hơn nữa là mình phải có cuộc sống sinh hoạt lành mạnh. Vậy thì xung quanh bạn, liệu rằng bạn có gặp một trường hợp nào đó mà phẫu thuật không may mắn thì chưa được như ý muốn, hay là cảm thấy rằng là mình chưa thành công và sau đó gặp rất là nhiều những cái phiền toái cho mình không? Cũng có một số người bạn của em thì có đi nâng mũi, và như em có chia sẻ, nâng lên mũi thật cao. Hôm nay, năm này thì thấy mũi dáng, mũi Mỹ là thấy cao quá và đẹp quá. Nhưng mà bác sĩ cũng đã khuyên rồi là da của mình ở đầu mũi có ít thôi, thì mình làm một chút để cho tự nhiên. Nhưng mà cũng không thích là phải bằng được phải như thế để cho kịp xu thế. Sau đó thì cũng đã có những cái việc mà hậu quả là khá là nặng, là mũi bị hoại tử đầu mũi ạ. Và sau đó thì cũng chữa rất là nhiều thời gian, tốn thời gian này, tốn công sức, tiền bạc. Bên cạnh đó lại còn bị stress một thời gian nữa. Vâng. Ảnh hưởng đến tâm lý. Và còn một trường hợp nữa là em cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả. Tiêm filler với cả Botox á, bây giờ rất là nhiều luôn. Và filler Botox trên thị trường là khá là những cái đồ trôi nổi, mình không biết rõ nguồn gốc. Vừa có cái trường hợp, em nhớ không nhầm là ở Đà Nẵng thì phải, có bạn đi tiêm filler ở trên cái phần mũi để cho mũi cao hơn một chút, thì đã bị, chắc là cơ sở đó chưa có uy tín, tiêm sai mạch máu. Người tiêm, thậm chí cái người tiêm người ta cũng chưa có một cái giấy phép gì đã tiêm cho bệnh nhân. Và sau đó thì tiêm được 2 mũi, em có đọc, thì đã bị tràn sang mắt và tiêm vào mạch máu hay sao ấy. Không biết là có đúng chuyên môn vậy không. Và sau đó thì bị tràn vào, gây hoại tử hết phần các phần mạch máu trong ở viền mắt. Mà bên xong rồi 1-2 ngày sau thì bệnh viện trả về vì bị hoại tử, và sau đó thì bị mù mắt. Tức là những cái trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng cái từ gọi là lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, khi mà chúng ta có rất là nhiều nhu cầu, có thể là muốn đẹp hơn và sau đó lại muốn thay đổi để đẹp hơn nữa. Bác sĩ có thể đánh giá một chút về những cái hệ lụy mà chúng ta có thể gặp phải, cũng như là phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có những cái tác động xấu như thế nào đến sức khỏe của chúng ta nếu như chúng ta lạm dụng không ạ? Vâng, đấy, qua câu chuyện của bạn Thanh Bi vừa kể thì cũng chúng ta có thể thấy là cái thực trạng hiện nay, những cái mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ nó đang rất nhiều và nó rất phổ biến. Bởi vì một người không làm trong chuyên ngành như bạn Thanh Bi, nhưng mà bạn ấy có thể mô tả rất là đầy đủ, rất là cụ thể, rất là nhiều những ví dụ rất dễ dàng lấy vào ngay những người xung quanh mình thôi, là những cái hệ lụy của cái việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ mà không đúng cách. Cái đó là một cái mà chúng tôi phải gặp thường xuyên. Thực tế mà nói, bây giờ viện 108 cũng như nhiều bệnh viện lớn khác thì hầu như tuần nào ngày nào chúng tôi cũng có những cái ca tai biến, biến chứng của các nơi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ không đúng, không chuẩn, gây ra những cái hậu quả cho người bệnh. Cái việc mà tiêm filler gây ra những cái biến chứng hoại tử tại chỗ và gây tắc mạch, gây mù mắt, gây tắc mạch não,
thì cái đấy rất nhiều, thậm chí là tiêm filler vào ngực, vào mông thì chúng tôi điều trị đến 2-3 tháng mới có thể khỏi được một trường hợp. Ở đây khỏi là khỏi về mặt bệnh lý thôi, chứ còn cái hậu quả về mặt thẩm mỹ nó để lại cực kỳ là lớn và không thể phục hồi một cách hoàn toàn bình thường được. Thế thì cái việc mà lạm dụng thẩm mỹ ở đây ấy, nó sẽ xem xét là cả về khía cạnh cái người đi làm đẹp. Yeah. Cũng mong muốn là lạm dụng, như bạn nói rằng là đã đẹp rồi mà lại còn muốn đẹp hơn, mà cái khái niệm, cái quan điểm về cái đẹp có thể nó hoàn toàn nó không đúng. Không phải là cái mũi không cao ở đời không để. Thì cái việc mình làm để nó hài hòa, nó an toàn với mình ấy, là cái sự tư vấn của người bác sĩ làm chuyên môn có kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng. Thế còn cái lạm dụng thứ hai nữa là cái lạm dụng đây, như tôi nói rằng là các cơ sở liên quan đến cái việc là có kinh doanh, có lợi nhuận và họ bất chấp tất cả để người ta có thể sử dụng các cái biện pháp không đúng, như filler thì dùng cái filler không chuẩn, rẻ tiền, rồi người thực hiện thì hoàn toàn không được đào tạo, không có kỹ thuật, cơ sở thực hiện thì hoàn toàn không có được đảm bảo an toàn về mặt y tế. Thì tất nhiên những cái đó nó sẽ gây những hậu quả cực kỳ lớn đối với sức khỏe của mỗi người. Thì ở đây nó có cả sức khỏe về mặt thể chất, có cả sức khỏe mặt tinh thần. Như bạn nói, một cái tai biến biến chứng thôi thì có thể stress cả năm, cả tháng và nhiều khi cả đời. Vâng, vậy thì để có thể tránh được những cái rủi ro, những cái hệ lụy không đáng có, thì trước khi chúng ta đến với phẫu thuật thẩm mỹ, chúng ta nên có những cái bước chuẩn bị như thế nào, đứng từ góc nhìn chuyên môn thưa bác sĩ? Trước khi để cho nó được an toàn, được đúng cái mong muốn của chúng ta khi chúng ta đi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, thứ nhất là chúng ta sẽ phải xác định rất rõ cái chúng ta mong muốn là gì. Với những cái cách nhìn của mỗi người khác nhau thì đương nhiên cái đẹp nó cũng theo quan điểm riêng, nó có những cái tiêu chí chung, nhưng mà với từng cá thể trong xã hội thì người ta sẽ có những cái cách nhìn khác nhau, và bản thân mỗi người sẽ phải biết rằng cái gì là cái thực sự là phù hợp đối với mình. Trên một khuôn mặt thì có thể là có những khuôn mặt thì nó không thực sự có nét nào nổi bật, nhưng nó sự kết hợp hài hòa nó rất là tốt. Còn có những khuôn mặt thì nét nào trông cũng được, nhưng mà nhìn tổng thể nó lại không đẹp. Thì bản thân mỗi người cũng phải tự biết được là cái gì là cái điểm yếu nhất của mình, cái gì là cái mong muốn của mình khi mà mình muốn cải thiện. Cái thứ hai, khi mình xác định được điều đó rồi, thì mình phải có cái nền tảng kiến thức về cái vấn đề đó. Như bạn đã có thể rất nhiều nguồn khác nhau, từ người thân, người quen cũng là một nguồn tốt. Từ những người đã từng can thiệp cũng là một cái nguồn thông tin tốt. Từ kiến thức trên các cái thông tin, phương tiện thông tin đại chúng là cái nguồn tốt. Tuy nhiên tất cả những cái nguồn đó chỉ là để tham khảo, và mình sẽ phải tìm đến những cái cơ sở mà thực sự là có uy tín, có thương hiệu, có đầy đủ các cái điều kiện để can thiệp. Ở đây thì những cái này thì về mặt phương tiện thông tin đại chúng cũng không khó tìm. Tất cả các trang web của các sở y tế các địa phương, người ta đều đưa những cơ sở được phép, được cấp phép một cách đàng hoàng. Tất cả những cái nơi mà được thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thì đều có biển hiệu, đều có số giấy phép đăng ký, đều có tên của bác sĩ phụ trách chuyên môn cái đó. Bác sĩ phụ trách chuyên môn đấy cũng đều phải có những cái chứng minh là cái tay nghề kỹ thuật của mình và cái đào tạo liên tục hiện nay. Thế thì những người mà là đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, thực ra cái kinh nghiệm nó cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà anh đến một cái cơ sở mà vừa gội đầu hoặc vừa chăm sóc da mà lại nhận để làm can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ ở đấy, thì chắc chắn đấy là không đảm bảo rồi. Hoặc là khi mà tư vấn hoặc là đưa vào những cái phòng mổ mà lại trong đấy có mảnh, có rèm, có thảm, có tất cả mọi thứ, thì đấy chắc chắn là không phải một cái tiêu chuẩn của một cái phòng phẫu thuật. Nếu những người mà có kiến thức thì người ta biết ngay đấy không phải là cái nơi được phép làm những cái can thiệp xâm lấn trên người. Đúng. Nên là cái chuẩn bị đấy là cái rất quan trọng để mình tìm được cái nơi làm an toàn. Còn cái tiếp theo nữa là khi mình đã tìm được rồi, mình đã thực hiện rồi, thì những cái chấp hành theo cái hướng dẫn, theo những cái gọi là về chuyên môn, về kiêng cữ, rồi về những cái vấn đề khác thì mình cũng phải chấp hành đầy đủ, thì nó mới có được cái hiệu quả tốt và đảm bảo an toàn cho mình. Đã. Cái thứ hai là có thể là những cái thăm khám, tái khám hoặc là tư vấn định kỳ các thứ, thì cũng là một cái yếu tố mình cũng sẽ phải thực hiện. Bên cạnh những cái câu chuyện mọi người quan tâm như là những cái thông tin vừa rồi, thì chắc chắn là vấn đề về chi phí để phẫu thuật thẩm mỹ mọi người cũng sẽ nói đến rất là nhiều. Thanh Bi có một cái tiêu chí nào để lựa chọn một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ là về chi phí, có thể là mọi người hay gọi là đắt sắt ra miếng, hay là nó sẽ thực sự là phù hợp với cái mà mình đang mong đợi hay không?
Thực sự thì chi phí nó không phải là nói lên tất cả. Quan trọng là cái hiệu quả và cơ sở thẩm mỹ đó có đáng tin không. Vì đôi khi mà có hai khía cạnh. Một là có những nơi là sell up để có thể thu hút khách hàng. Nhưng mà sau đó thì đều là những cái filler hay là những cái đã hết hạn sử dụng. Cũng có một số những trường hợp như vậy. Và bên cạnh đó thì cũng có một số nơi là đôn cái giá lên quá là cao để thu hút, để làm tăng cái lợi nhuận và tăng uy tín của mình. Nhưng mà thực sự thì hiệu quả nó không như vậy. Nên là tốt nhất là khi mà mình chuẩn bị làm thẩm mỹ nào thì khuôn mặt của mình thì mình phải tìm hiểu kỹ. Và mình Thanh Bi thì Thanh Bi sẽ quan tâm đến cái chất lượng và hiệu quả sau đó hơn là việc mà mình quan tâm đến giá cả. Thì đương nhiên là thật ra là nói đi nói lại thì cũng muốn là ai cũng muốn là mua một cái mặt hàng nào đó, ngoài cả giá đi thẩm mỹ nhất, giá phù hợp và có thể có những chi phí hợp lý. Nhưng mà nếu mà những cái cơ sở thẩm mỹ và đặc biệt là bệnh viện rất là uy tín, có những cái chương trình ưu đãi và mình có những người quen biết thì mình cũng sẽ ưu tiên để làm trong thời gian đó để có thể có những cái một tốt cái giá cả tốt. Lúc mà mọi người tìm hiểu thì cũng dễ thấy được rằng là giá cả hay là chi phí của những cái cuộc đại phẫu, ví dụ như là nâng ngực hay là hút mỡ, thì cũng sẽ rất là lớn. Và cũng sẽ có những cái sự chênh lệch khác nhau giữa các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ hay là ngay tại những bệnh viện thôi. Vậy thì bác sĩ anh có thể lý giải rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Vâng, cái này thì nó cũng khá là dễ hiểu thôi. Thì tôi cũng phải khẳng định luôn, thứ nhất là trong cái về phẫu thuật thẩm mỹ ấy, nó không có cái khái niệm gọi là ngon bổ rẻ. Giá cả thì rất nhiều người khi mà đến mà quan tâm những cái giá rẻ được khuyến mại là rất phấn khởi, rất mừng, mà đến còn chưa biết chất lượng nào cứ đến đã. Thế thì ở trong cái lĩnh vực này nó không phải như vậy. Bởi vì thế này, các bạn có thể thấy như đặt câu hỏi rằng là cũng cùng một cái loại can thiệp như thế thôi, nâng ngực, tạo hình bụng, rồi nâng mũi, rồi mí mắt chẳng hạn, nhưng giá cả nó sẽ khác nhau, có thể rất thấp, có thể lại tương đối là cao. Thế thì vấn đề ở chỗ là này, cái giá cả đó nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng của cái can thiệp. Mà chất lượng can thiệp ở đây ấy, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố an toàn. Tất cả những cơ sở nào mà được công nhận để đảm bảo cái độ an toàn cao nhất cho người bệnh, tôi có nói là cao nhất chứ không phải tuyệt đối đâu. Thì để được cái chuyện đó thì tất cả những chi phí của nó cực kỳ lớn. Còn cái chi phí thực tế về mặt chất liệu, về mặt tiêu hao đối với một can thiệp thì nó lại không nhiều. Cũng giống như bạn mua một cái xe có thể để đi được thôi thì nó rất rẻ. Nhưng cái xe đấy có an toàn hay không thì cái chi phí về cái độ an toàn nó cực kỳ cao cho cái sản phẩm. Thế thì ở đây câu chuyện là liên quan đến sự an toàn cũng như câu chuyện liên quan đến chất xám của người làm cho bạn. Cũng có những kỹ thuật thì một bác sĩ lâu năm làm cũng có thể kết quả nó cũng chỉ xem với một người mới học một thời gian. Tuy nhiên là để làm được cái kỹ thuật đó một cách an toàn thì rõ ràng giữa hai người đấy sẽ hoàn toàn khác nhau. Tất cả những tình huống, những cái tai biến chứng có thể xảy ra thì với người mà có kinh nghiệm nhiều hơn, chắc chắn sự an toàn của bạn sẽ cao rất nhiều so với một người không được đào tạo chuyên môn. Cho nên rằng là đấy là tại sao cái chênh lệch về mặt giá cả nó khác nhau. Thế còn đấy là khác nhau là gọi là một trời một vực ấy. Thế còn khác nhau vừa phải thôi thì nó cũng còn liên quan đến cái cơ sở vật chất của từng cái cơ sở y tế nữa. Thì cái độ chênh lệch nó không quá lớn. Và có lẽ quan trọng hơn hết chúng ta vẫn phải đặt lên hàng đầu, đó là sự an toàn, đúng không ạ? Và ngày nay thì chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những cái phương thức làm đẹp khác nhau nữa. Nhưng mà mọi người hay đề cập tới những cái không sử dụng đến dao kéo. Ví dụ như Thanh Vi còn nói đến phương thức là tiêm filler này, hay là ngày nay thì có thêm cả truyền trắng hay là tắm trắng. Vậy thì liệu rằng những cái phương pháp này có ít rủi ro hơn là sử dụng dao kéo hay không? Và mức độ hiệu quả của nó như thế nào, thưa bác sĩ? Nó sẽ thuộc về lĩnh vực gọi là thẩm mỹ nội khoa, hoặc là những can thiệp ít xâm lấn hoặc không xâm lấn. Thì đây cũng là một cái lĩnh vực mà nó đang rất phát triển hiện nay. Nó rất hấp dẫn mọi người bởi vì là nghe thì rất là đơn giản. Hiệu quả thì nó cũng, nếu như chúng ta gọi là chỉ định đúng, tức là can thiệp đúng thì nó cũng rất là cao, chứ cũng không phải là không. Thế tuy nhiên ấy, thì không phải nói rằng là can thiệp mà không dùng đến dao kéo là hoàn toàn an toàn, cái đấy hoàn toàn không đúng. Mà như cái ví dụ như của bạn Thanh Bi vừa nãy nói đến trường hợp mà bị mù mắt và hoại tử da vùng mắt là do tiêm filler, thì đấy là một trong những minh chứng mà cái can thiệp gọi là thẩm mỹ nội khoa nó vẫn có những cái tai biến chứng và cực kỳ nặng nề. Cho nên tất cả dù là can thiệp thẩm mỹ nội khoa hay là phẫu thuật thẩm mỹ thì những cái nguyên tắc
mà để đảm bảo an toàn nó vẫn là phải được tôn trọng đầu tiên. Và cũng đừng chủ quan nghĩ rằng là tôi chỉ đi tiêm một tí filler vào mũi vào môi là tôi không làm sao cả. Cái đấy hoàn toàn là cái quan điểm và suy nghĩ rất là sai lầm, mà hiện nay thì rất nhiều hậu quả mà như chúng ta đang thấy. Vâng, và cảm ơn những thông tin vừa rồi đến từ bác sĩ. Và ngày hôm nay thì rất là nhiều những chị em quan tâm tới chương trình cũng như là chủ đề của chúng ta về phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã gửi tới câu hỏi cho bác sĩ, mong muốn được bác sĩ giải đáp. Và trong thời lượng của chương trình thì chúng tôi xin được lựa chọn ra một số câu hỏi tiêu biểu. Khán giả có địa chỉ email minhphạm@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Vợ em mới đi nâng vòng 1, bác sĩ cho em hỏi là sau khi phẫu thuật thì chuyện quan hệ vợ chồng có được bình thường không ạ? Vâng, đây cũng là một câu hỏi nó rất thực tế và cũng rất nhiều bạn quan tâm. Thì thực ra vào đây bảo là sau khi phẫu thuật vòng 1 thì cái từ sau khi ở đây ấy, nó không chính xác ra một cái thời gian nào. Thế thì tuy nhiên cái câu trả lời là như này. Tức là cái phẫu thuật nâng ngực hay gọi là phẫu thuật vòng 1 ấy, thì cũng là một cái đại phẫu và nó sẽ cần thời gian để cái kết quả nó, tức là cái vùng phẫu thuật nó phục hồi. Thế thì cái việc phục hồi nhanh hay chậm nó phụ thuộc khá nhiều vào phương pháp can thiệp, vào cái thể trạng, cái cơ địa của từng người. Và tuy nhiên là cũng phải tránh cái những cái tác động trực tiếp vào cái vòng 1 trong một cái thời gian ít nhất là vài ba tuần. Thế và thông thường ấy, thì sau khoảng 3 tháng thì cũng là cái thời gian để đánh giá cơ bản những cái phục hồi của cái phẫu thuật nâng ngực. Và sau 6 tháng, 1 năm thì dần dần những cái đó, những cái cảm nhận về sự khác biệt, về cái sự bất thường nó sẽ giảm đi. Và cũng rất nhiều người thì sau chỉ còn sau khoảng 6 tháng, 1 năm thì gần như người ta không có cảm nhận là người ta đã từng có một cái can thiệp phẫu thuật về đấy. Khán giả có địa chỉ Facebook Lý Phạm hỏi, tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ và mỗi lần đều phải gây mê. Xin bác sĩ cho hỏi, gây mê nhiều như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Ngày xưa thì khi mà y học nó chưa thực sự phát triển thì những cái thuốc mà sử dụng trong gây mê cũng như kỹ thuật gây mê nó cũng có thể có những cái di chứng ngắn hạn đối với cái sức khỏe. Có thể sau đấy thì đau đầu rồi những cái mệt mỏi nó cũng có. Tuy nhiên ấy, thì như gần đây những cái phát triển của y học trong đấy, đặc biệt là các cái thuốc sử dụng trong gây mê cũng như là các phương tiện và kỹ thuật gây mê nó rất là tốt, cho nên rằng là những cái vấn đề về di chứng để lại sau khi gây mê là nó phục hồi rất nhanh. Có những cái thuốc mà bác sĩ gây mê là khi tiêm cho bạn chỉ vài giây sau là bạn đã ngủ, đã mê hoàn toàn, và người ta chỉ cắt thuốc thì chỉ vài chục giây là bạn đã tỉnh táo gần như bình thường. Thế cho nên rằng là nếu mà nói rằng là nó không ảnh hưởng một chút nào thì cũng không chính xác. Tuy nhiên rằng là nếu như cần thiết thì bạn vẫn có thể là sử dụng gây mê. Tất nhiên là cũng không, thời gian nó không quá dày, quá dài, quá nhiều lần thì đấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng là với những thông tin mà trong những phút phát sóng của ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng có thể tổng hợp được cho mình những cái điều hữu ích để chúng ta khi lựa chọn những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ hay là lựa chọn những phương thức phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có thể đảm bảo được độ an toàn cho bản thân cũng như là mang đến những hiệu quả thực sự là rõ rệt. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai khách mời đặc biệt đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ Vũ Ngọc Lâm và Thanh Bi. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi cùng với chúng tôi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.